các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức và review các sản phẩm đồng hồ của Luxeco. Hôm nay mình rất vui khi được mở hộp của mỗi đồng hồ sách tay nội địa Nhật của Orient rất là hiếm tại Việt Nam. Em bắt đầu tới mức mà dù bên Luxeco mình có rất nhiều sản phẩm đồng hồ sách tay nội địa Nhật nhưng nó rất là ít khi có hàng về, và lần này bên mình chỉ có duy nhất của mình em nó. Tìm mã của em nó trên Google thì cũng chỉ thấy kết quả bên mình và một số shop bên Nhật mà thôi. Vì vậy mình rất phấn khích và phải tranh thủ cho nó lên hình thật sớm trước khi em nó về với chủ mới. Đây là một sản phẩm đồng hồ đã qua sử dụng thuộc phân khúc cao cấp của Orient, bao gồm Orient Style phần hớt phiên bản đặc biệt Special Edition với mức giá bán rất là dễ chịu là 7,5 triệu đồng, chỉ bằng 46%, tức là chưa bằng một nửa mức giá hãng đưa ra. Ngoài ra khi mua hàng bên Luxeco với sản phẩm cũ thì anh em cũng nhận được chế độ bảo hành là 1 năm cũng như nhiều chính sách hỗ trợ khác mà anh em có thể tham khảo thêm tại địa chỉ website luxeco.vn. Mặc dù là một sản phẩm cũ nhưng em nó vẫn còn full hộp và giấy tờ, nên là mình quyết định mở hộp em nó để cho anh em có thể chiêm ngưỡng thật là đầy đủ cũng như là thấy được cái sự khác biệt của em nó với phiên bản đặc biệt so với các phiên bản mẫu bình thường. Để cho anh em không phải chờ lâu nữa thì bây giờ mình xin được mở hộp và gặp em nó. Đây là vỏ ngoài chiếc đồng hồ được làm bằng chất liệu bìa cắt tông mịn màu nâu nhạt với biểu tượng và tên thương hiệu Orient Style cùng dòng chữ Special Edition dập chỉ màu vàng kim, nhìn khá là sang trọng. Phía bên trong này là một đựng chiếc đồng hồ được làm bằng da mịn màu nâu đậm, sờ cảm giác mịn và êm tay. Ở đây chúng ta cũng bắt gặp biểu tượng Orient Style cùng dòng chữ Special Edition dập chỉ màu vàng sắc nét. Chính sự đơn giản đến sang trọng này càng khiến cho mình tò mò hơn về sự đặc biệt của nó. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Xíu nữa thì mình sẽ đi chi tiết về em nó sau. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng anh em tiếp tục khám phá phần bên trong chiếc hộp này. Phần hộp bên trong vẫn là chất liệu da mịn có màu trong sữa sang trọng. Phía trên này lần nữa chúng ta có gặp biểu tượng Orient Style cùng dòng chữ Special Edition thể in màu vàng ở đây. Đây là một hộp đựng sản phẩm và các phụ kiện đi kèm. Sản phẩm nguyên bản được lắp dây kim loại, nhưng ở phiên bản đặc biệt này, nhà sản xuất Orient quyết định tặng thêm khách hàng của mình một bộ dây da chính hãng. Thông thường ở Việt Nam muốn có một bộ dây da chính hãng như vậy, thường chúng ta phải đặt mua và chờ đợi có một mức phí không hề rẻ. Thật không dễ dàng mà có được một bộ dây da full bao tải chính hãng như vậy. Nhưng ở phiên bản đặc biệt này, Orient đã dùng nó làm sản phẩm tặng kèm. Đây là điều khác biệt đầu tiên của phiên bản đặc biệt này. Trên tay mình đây là bộ dây da được tặng kèm. Nó được làm với chất liệu da bò còn lâu dần hơn cá sấu. Phía trong một dây là lớp da bò không thấm mồ hôi cùng dòng chữ Orient được gặp ở đây. Có lẽ người chủ trước trong nó thì yêu thích dây kim loại hơn nên là bộ dây da này vẫn còn mới nguyên chưa hề sử dụng, bởi vì theo quan sát của mình thì nó chưa có bất kỳ một lớp dây nào. Đi kèm theo sản phẩm là phong bì gập nhỏ màu xanh cũng sẽ hướng dẫn sử dụng. Thông tin về sản phẩm được in song ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Nhà sản xuất cũng tặng kèm các dụng cụ chuyên dụng để thay dây và tháo mắt dây của đồng hồ, cùng với tài liệu hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Nhật. Với hướng dẫn toàn tiếng Nhật thế này chắc mình cũng chỉ xem để thực hành thôi chứ khỏi đọc hiểu luôn. Và đây là dây bảo hành chính hãng của sản phẩm. Dây bảo hành này chỉ hợp lệ duy nhất tại Nhật Bản thôi. Trong dây bảo hành này cũng có ghi các thông tin về em nó. Đây là mã sản phẩm. Em nó có mã là VZ0181DA. Các cái sản phẩm Orient nội địa Nhật thì đều có mã là VZ, còn với các mẫu phiên bản quốc tế thì thường có mã là SDA. Tuy nhiên em nói cũng chẳng có phiên bản quốc tế luôn, vì đây là phiên bản đặc biệt chỉ dành riêng thị trường Nhật Bản nên nó thuộc hàng hiếm là điều dễ hiểu. Đây là mã kết của em nó có mã là DA02C0B. Chữ DA này cho ta biết là dòng máy em nó sử dụng là máy 40R với 22 chân kính và tần số dao động 21.600 lần trên giờ. Bây giờ thì mình sẽ để lại ống giấy tờ sổ sách này trong bên để tìm hiểu chi tiết hơn về nhân vật chính của chúng ta cho anh em cùng chiếm ngưỡng. Về mặt đai hồi như anh em thể thấy đây, nó sẽ có mặt đai hồi trơn màu đen. Màu đen thì là màu đại diện của hành thủy, vì thế nó phù hợp với những người mạng thủy. Nước nuôi cây sinh sống và phát triển nên nó cũng phù hợp với những người mạng mộc. Màu mặt đai hồi màu đen thì cũng là một màu độc và hiếm thấy, chính là điểm đặc biệt thứ hai chỉ có phiên bản đặc biệt này. Điểm đặc biệt thứ ba mà các anh em có thể dễ dàng nhận thấy ở đây đó là toàn bộ phần kim báo thời gian, cọc số, kim báo năng lượng thì đều có màu vàng hồng chìa chung, màu khá là hot trong những năm gần đây. Em nó sở hữu cọc số nổi 3D hình thang phát cạnh được đánh bóng phản quang lúc này. Phần đầu bên ngoài cọc số đều có các chấm tròn phản quang, kết hợp phần kim phản quang thì ngoài mang lại sự chìa chung, nó giúp cho anh em xem giờ buổi tối một cách dễ dàng và chính xác. Và vị trí 3, 6, 9, 12 giờ là các cọc số La Mã, giúp tăng cái sự cổ điển và khiến cái phần mật số có cảm giác đơn điệu.
đây là một mẫu khung hình thứ này, ở phía góc xó giờ là biểu tượng chữ S cùng với dòng chữ Orion Star, là một hình ảnh đặc trưng và quen thuộc của dòng Orion Star. Là một mẫu nằm trong bộ sưu tập Orion Open Heart, bởi vậy ở góc 9 giờ chính là trái tim của cỗ máy được làm nổ ra với chân kính bằng đá màu ngọc nhân tạo và những chuyển động cơ cấu bên trong thì rất là thu hút. Ở vị trí 2 giờ là phần kim đoán năng lượng dự trữ giúp cho anh em dễ dàng quan sát được mức năng lượng dự trữ hiện tại của em nó, rất là tiện lợi và khiến cho mặt bài trở nên sinh động hơn. Anh em sẽ không còn lo đồng hồ bị dừng do hết năng lượng hay là nên quát quá tay dây hỏng máy. Bây giờ mình sẽ nên quát tay cho anh em quan sát sự hoạt động của phần kim đoán năng lượng này. Anh em có thể quan sát ở đây phần kim năng lượng đang dịch chuyển khi mà mình bật núm nên quát tay ở đây. Anh em chú ý để đảm bảo sự hoạt động liên tục của đồng hồ thì khi kim báo năng lượng dưới 20 giờ anh em nên quát tay cho nó bằng cái tính năng nâng tay LED. Em nó sở hữu ba kim nhọn dán lô phim với thiết kế vắt cạnh và ngoài sức một bên, điều này thì khiến cho kim nhìn nó lấp lánh hơn khi em quan sát bằng xem giờ. Về phần mặt kính, em nó sở hữu kính sapphire nguyên khối được phủ chống lóa giúp cho anh em dễ dàng xem giờ trong điều kiện ánh sáng mạnh như là buổi trưa, mùa hè hoặc dưới ánh đèn. Với vật liệu kính sapphire cao cấp nên anh em thể hoàn toàn yên tâm về khả năng chống sức của nó trong sinh hoạt thường ngày. Cạnh bên góc 3 giờ là đúng mặt chỉnh được khắc biểu tượng chữ S, một nét đặc trưng của dòng Orion Star. Phần tay nắp của em nó được thiết kế tỉ mỉ và độc đáo với phần tạo rãnh cốt cong tạo điểm nhấn và giúp cho phần tay nắp ít bị xước hơn. Phía gần cạnh máy và lắp thì cũng được máy xước mờ với độ hoàn thiện tốt nên nhìn thực tế rất là mịn và đẹp. Việc máy xước này giúp cho phần viền cạnh máy ít bị nổ các cái vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng. Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất thì em nó có trọng lượng là 140g, độ dày là 11,9mm, kích thước mặt là 39mm, độ sai phổ thông hơi nhỏ. Nhưng mà với khoảng cách nắp tôn đắp dài là 46mm nên là rất dễ đeo cho anh em. Em nó sẽ vừa với những anh em có chu vi cổ tay từ 15-17cm. Với những điểm như trên thì em nó là một sự lựa chọn rất là phù hợp với những anh em cùng sở trẻ trung thanh lịch hay là những anh em đang muốn sở hữu một cái sản phẩm đồng hồ độc và hiếm tại Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ lên tay để cho anh em cùng quan sát. Như cổ tay mình thì là 15cm này là đeo nó thấy vừa ôm tay. Về phần máy thì mã kết của em nó là DA02C0BCA, đồng thời những cái sản phẩm nội địa dành cho anh em theo phong thủy mà mình đã có dịp giới thiệu trước đây. Dòng máy mã DA sở hữu khung máy 4R với 22 chân kính, tần số dao động là 21.600 lần trên giờ và độ dự trữ năng lượng là 40 giờ với tính năng lên bắt tay hand winding và sườn kim dây hacking stop. Như các bạn có thể thấy ở đây thì khi mình rút núm chỉnh giờ thì kim dây đã dừng hoàn toàn, điều này sẽ giúp anh em dễ dàng chỉnh giờ một cách chính xác. Nó sở hữu khả năng kháng nước lên tới 13, tức là 100 lít nước. Với thông số này thì về mặt lý thuyết anh em có thể sử dụng đi bơi. Tuy nhiên thì thực tế anh em vẫn hạn chế sử dụng đi bơi vì phần núm này có thể vỡ ra và khiến cho đồng hồ bị nước xâm nhập. Thêm vào đó, với một cái cỗ máy automatic phức tạp thì cũng nên hạn chế những hoạt động mạnh vì sẽ làm ảnh hưởng đến sự hoạt động chính xác của cỗ máy bên trong. Về phần dây của mẫu VZ01DA, nó sở hữu dây thép đúc nằm ở thép không dỉ 36N. Điều dẫn dây đều thiết kế với dây đều đi vào bóng bẫy kết hợp với phần mắt lớn có cạnh được ngoài sức mờ khiến dây trở nên đậm ánh hơn. Về mặt các mắt dây thì được ngoài sức mờ tỉ mỉ, với thiết kế ngoài sức mờ này giúp cho dây khó bị nổ các cái sức nhỏ trong thời gian dài sử dụng và luôn có cảm giác như mới. Như các bạn có thể thấy ở đây thì dù là một sản phẩm đã qua sử dụng nhưng phải quan sát rất kỹ chúng ta có thể phát hiện được những cái vết sức nhỏ ở đây. Và với thiết kế dây kim loại như vậy thì việc đánh bóng trong nó trở nên như mới cũng rất là dễ dàng. Em nó sở hữu khóa gập bằng thép đúc chắc chắn. Ở phần mặt khóa chúng ta tiếp tục bắt gặp cái biểu tượng chữ S đặc trưng của dòng Orion Star. Phần thanh gập và mặt khóa thì đều được máy xước mờ. Trên đây là video review sản phẩm đồng hồ cao cấp nội địa Nhật Orion Star Special Edition có mã là VZ01DA của Rosico. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Anh em có thể đặt mua sản phẩm theo số hotline mà mình để trong video hoặc tới mua trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng để dưới phần mô tả. Nếu các bạn yêu thích có thể video hãy biết vui nào hãy like, share video tới những người bạn của mình. Để không bỏ sót những video thú vị khác của Rosico, bạn vui lòng bấm nút đăng ký kênh. Video của Rosico đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.